Hello, xin chào anh em MeGame đã quay trở lại rồi đây. Nói tới những game có bí ẩn đen tối, không ai nghĩ là một con game như My Talking Tom lại nằm trong số đó cả. Cái game mà chỉ có việc nuôi mèo cho nó ăn rồi đi ị rồi dạy nó nhái giọng thì ghê chỗ nào nhỉ? Hóa ra theo tôi tìm hiểu thì mấy thứ ghê rợn này là có thật hết cả. Chắc anh em vẫn còn nhớ cái trào lưu chơi My Talking Angela lúc 3 giờ sáng phải không? Đúng là khi biến thành Creepypasta, người ta có nói quá một chút thôi. Nhưng sự thật là vẫn là sự thật rằng cái app con mèo biết nói này là tiềm ẩn rất nhiều hiểm nguy. Đó cũng là chủ đề của video ngày hôm nay. MeGame tôi sẽ phân loại các sự thật và bí ẩn về My Talking Tom bằng cách mượn hình ảnh tảng băng trôi. Mở đầu là những thứ bề nổi ai cũng biết, nhưng càng về cuối video sẽ là những bí ẩn kinh hồn. Chắc chắn anh em nghe qua là xoắn hết cả não. Thế nên trước khi vào video, anh em còn chờ gì nữa mà không ấn ngay nút đăng ký cho MeGame tôi và mặc đồ lặn vào để còn thám hiểm tảng băng trôi My Talking Tom sau cỡ nào nữa chứ? Và nên nhớ xem cho vui, không vui thì đợi khi nào vui rồi xem nhé. My Talking Tom là một tựa game hay, đúng hơn là một ứng dụng nuôi thú ảo dành cho những người chơi mà ba mẹ không cho nuôi mèo được studio Outfit 7 phát triển và phát hành vào ngày 25 tháng 11 năm 2013. My Talking Tom sau đó đã được cộng đồng đón nhận rất nhiệt tình và nhận được 500 triệu và sau đó là 1 tỷ lượt tải về. Giữa sự thành công đó, Outfit 7 đã tiếp tục cho ra mắt 4 phần game tiếp theo là My Talking Tom 2, My Talking Hang và My Talking Tom Friends. Sau đó, series này đã được gom lại thành Talking Tom and Friends. Tính đến tháng 8 năm 2015, vũ trụ này đã có sự xuất hiện của 5 nhân vật, bao gồm Tom, Angela, Ginger, Ben và Hank, cùng với 15 ứng dụng. Và tính đến tháng 6 năm 2020, các phần game thuộc vũ trụ Talking Tom and Friends đã đạt được tổng cộng là 3 tỷ lượt tải về. Có thể nói My Talking Tom là một trò chơi lớn tích hợp nhiều trò chơi nhỏ, không những nhái âm thanh của người chơi, phải chăm sóc như Tom là một chú mèo thật, thì Outfit 7 còn tích hợp thêm nhiều game nhỏ như là 2048, Flappy Tom dựa trên các game đang hot khác. Cách làm này dù được cho rằng có thể bị vi phạm bản quyền nhưng đổi lại, My Talking Tom sẽ khiến nhiều người dùng bớt nhàm chán hơn. Giới thiệu xong rồi, giờ chúng ta hãy cùng đến với tầng đầu tiên của tảng băng Talking Tom xem nó có gì nhé. Talking Tom Sings Natural Libre là video đầu tiên được đăng lên kênh YouTube chính thức của Talking Tom and Friends. Nói chung là video này cũng không có gì đặc biệt, nhưng không rõ tại sao người ta lại chọn bài hát khá là kỳ lạ này. No, wait, Jose. Unless you want to, then we break our vows together. Cụ thể, đây là bài hát Encarnacion do nam diễn viên Jack Black trình bày trong bộ phim Nacho Libre. Cho anh em nào chưa biết thì Nacho Libre là bộ phim xoay quanh nhân vật Nacho do Jack Black thủ vai. Anh là đầu bếp nấu ăn cho tu viện nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi. Có điều Nacho nấu ăn quá tệ do nguồn thực phẩm nghèo nàn. Để cải thiện bữa ăn, Nacho tham gia vào những cuộc đấu vật để kiếm tiền mua thức ăn ngon hơn cho bọn trẻ. Flappy Tom nhái Flappy Bird, cái này thì chắc MeGame tôi không cần phải nói quá nhiều. Anh em nhìn vào là biết ngay đây là một pha vay mượn ý tưởng đến từ hãng Outfit 7. Hiện Flappy Bird cũng không còn trên cửa hàng ứng dụng nữa, nên việc này cũng không thành vấn đề. Bởi tựa game Made in Việt Nam của Nguyễn Hà Đông không chỉ đơn thuần là một tựa game nổi tiếng, mà còn thực sự là niềm tự hào của người Việt và truyền cảm hứng cho không ít nhà làm game, trong đó có Flappy Tom. Tuy nhiên, trong lúc cả thế giới còn đang chao đảo theo chú chim điên, thì Nguyễn Hà Đông lại quyết định gỡ bỏ trò chơi khỏi kho ứng dụng của Android và iOS bởi không muốn nó tiếp tục gây nghiện cho người chơi. Tom và Ben sống trong cảnh nghèo sơ nghèo xác, mặc dù sinh sống trong một ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi, nhưng thực chất, mèo Tom và chó Ben đều không có một xu dính túi. Bằng chứng là trong bộ phim hoạt hình Talking Tom and Friends, Tom và Ben thường xuyên phải lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau. Không có tiền trả hóa đơn điện nước, thiếu tiền nhà, phải làm đủ trò để có tiền trả cho ông lão chủ nhà. Trong khi đó, Angela lại được cho là giàu nức vách đổ tường, dù không có chi tiết nào trong game lẫn trong phim cho thấy Angela có rất nhiều tiền. Nhưng trong bài hát Little Miss Perfect do nàng thỏ BK trình bày, cô lại bảo Angela có thể giàu nhưng lại ngốc nghếch. Maybe rich, but she's really a clown. Nói chung nhìn con mèo trắng này là tôi biết nó cũng thuộc dạng tiểu thư rồi. Nói về Angela thì chắc hẳn ai cũng biết Talking Tom được rất nhiều trẻ con yêu thích. Nhưng đã từng có lúc vô số những câu chuyện đáng sợ về tựa game này lan truyền khắp nơi. Một số trang web nói tiếng Tây Ban Nha cho rằng một đứa bé tên là Ellie Morenos sống ở ngoại ô Dallas, Texas đã biến mất ngay sau khi mẹ cậu tải xuống ứng dụng Talking Angela. Rằng ứng dụng đã bị chiếm đoạt, xâm nhập bởi một vài tên hacker đáng sợ nhằm mục đích theo dõi thông tin, do thám và có thể sẽ bắt cóc những nạn nhân trẻ em xấu số. Vụ việc này được vô số báo đài nước ngoài đưa tin nên MeGame tôi nghĩ cái app này thực sự có vấn đề. Anh em mà thấy mấy đứa em út trong nhà có lưu con game này trong máy thì xóa nó ngay lập tức nhé. Chơi Talking Tom lúc 3 giờ sáng. Từng có một thời gian cái trào lưu đừng chơi game My Talking Tom lúc 3 giờ sáng xuất hiện nhàn nhản khắp Internet. Nào là con mèo Tom sẽ chui ra khỏi tựa game hiện hình là một con ác quỷ, vân vân và mây mây. Nói chung, 100% những video này đều là pha kè, làm ra để câu view chứ không có gì là thật cả. Sẽ chẳng có con mèo quỷ ám nào xuất hiện để ăn thịt anh em đâu. Còn lý do mà tất cả những video này đều diễn ra vào lúc 3 giờ sáng là do theo những quan niệm xưa, từ 3 giờ sáng trở đi là khung giờ của quỷ, lúc năng lực của chúng mạnh nhất trong ngày. Vì sao ư? Đó chính là lúc vạn vật chìm trong im lìm, tiếng chuông nhà thờ không còn vang vọng, trà sứ thôi đọc kinh cầu nguyện và con người sẽ dễ dàng bị ma quỷ tấn công hơn bất cứ thời điểm nào.
Lúc nãy chúng ta đã điểm qua video đầu tiên trên kênh Talking Tom and Friends. Nó nằm trong chuỗi những video gameplay khá đơn giản, chỉ là ai đó quay màn hình lại. Và video mang tên Talking Tom, France vs England, M4V là video cuối cùng trong chuỗi này. Bởi sau đó, hãng Outfit 7 quyết định làm mới lại toàn bộ hình ảnh cho kênh, trở nên chuyên nghiệp hơn, chứ không đăng mấy cái gameplay vớ vẩn nữa. Nói thêm về video trên thì nó được đăng trước khi trận bóng đá giữa Pháp và Anh diễn ra trong khuôn khổ vòng bảng Euro 2012. Kết quả là hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Trước khi được biết đến với hình ảnh một cô nàng mèo dễ thương xinh xắn, Angela từng mang bản tính bụi đời nổi loạn, bỏ nhà theo nghiệp ca hát. Đấy là chưa kể đến bộ trang phục phong cách emo sầu đời nữa chứ. Thông tin này được tiết lộ trong tập 3 mùa 3. Lúc này Angela sợ bị người ta bóc phốt lại quá khứ thời còn làm ca sĩ trẻ trâu, nên cô đã nhờ Tom xóa hết những hình ảnh này. Trong thế giới của Talking Tom, có tồn tại một nhân vật tên là CEO. Hắn ta là một tên trùm tài phiệt giàu có với tài sản cả tỷ đô nhưng lại cực kỳ tham lam, độc ác và quan liêu. CEO cũng là kẻ phản diện chính trong suốt các mùa của series hoạt hình Talking Tom and Friends. Nói chung anh em nhìn phát là biết gã CEO này được dựa theo cựu Tổng thống Mỹ, tỷ phú Donald Trump rồi. Nơi ở của lão ta là một tòa tháp khổng lồ, y hệt như Donald Trump ở ngoài đời, với tòa tháp Trump Tower của ông ta vậy. Cái này thì khá ngắn gọn, giọng lồng tiếng cho con mèo lông vàng Ginger không phải đến từ thanh niên trẻ tuổi nào đó. Thực chất người đảm nhận vai trò này là nữ diễn viên Maria Bamford. Trước khi được chọn cho Talking Tom, cô từng có nhiều kinh nghiệm tham gia lồng tiếng cho rất nhiều bộ phim nổi tiếng như là Cat Dog, Adventure Time hay là BoJack Horseman. Và ngay cả kẻ thù không đội trời chung của Angela trong game là thỏ Becca cũng do Maria lồng tiếng. Trong tập 3 của Talking Tom and Friends mùa 1, Tom và Ben đến dự một buổi ra mắt sản phẩm của một công ty công nghệ và người thuyết trình là Steve Hobbs và Steve Wozniak. Đây là một pha cả khi Apple đến từ vị trí của Office 7 với hai người thuyết trình là phiên bản parody của Steve Jobs và Steve Wozniak ngoài đời thật. Chúng ta luôn gọi Steve Jobs là người đồng sáng lập Apple, vậy thì người sáng lập còn lại là ai? Đó chính là Steve Wozniak. Cũng trong tập này, hai Tom và Ben quyết định dùng Futuretron 6000, một ứng dụng mà Ben phát triển dùng để dự đoán trước tương lai. Cả hai muốn biết trong tương lai họ có còn là bạn thân nhất của nhau hay không. Rốt cuộc thì ở tương lai cả hai vẫn thân thiết như ngày nào, nhưng một diễn biến bất ngờ mà cả hai không thể tin được là Angela lại kết hôn với Hank. Tom dĩ nhiên suy sụp hoàn toàn và quyết định đập luôn cỗ máy không muốn nhìn thấy tương lai nữa. Lúc nãy tôi có nói trước kia, Angela từng có cá tính rất nổi loạn. Tuy nhiên sự thật lại không đơn giản như thế. Cá tính nổi loạn ngày xưa của Angela là đến từ một nhân cách khác bên trong tâm trí Angela. Nhân cách đó tên là Angie Fierce. Trong tập 22 mùa 2, nhân cách Angie một lần nữa trỗi dậy khi Angela cần dùng đến nhân cách này để tham gia một cuộc thi âm nhạc. Tuy nhiên sau đó nhân cách này lại chiếm hữu hoàn toàn cơ thể Angela. Cô bắt đầu bị danh vọng làm mờ mắt và bắt đầu xa lánh những người bạn của mình. Thế nên, Angela phải đấu tranh nội tâm với bản thân và tìm cách cắt đứt nhân cách này một lần và mãi mãi. Talking Tom có một phiên bản độc quyền cho thị trường Trung Quốc có tên là Talking Tom Carding do hãng Jingle Joy phát hành. Không phải là một chú mèo thụ động để người ta phải chăm sóc cả ngày nữa. Talking Tom Carding là một game đua xe với gameplay tương tự như Mario Kart hay Jing Speed. Game hiện vẫn nằm trong giai đoạn ra mắt thử nghiệm, vẫn chưa biết khi nào sẽ tung ra phiên bản chính thức hay liệu có phát hành phiên bản quốc tế nào không. Vì một lý do nào đó, video mà tôi sắp cho anh em xem đã bị xóa hoàn toàn khỏi YouTube của Talking Tom and Friends. Tôi cũng xem kỹ lắm mà chả thấy điều gì bất thường với cái video này. Anh em thử xem qua nhé. Từng có một video ngày xưa trên kênh Talking Tom and Friends với tiêu đề là Talking Ben lại từ chối Kim Kardashian một lần nữa. Đại khái nội dung này là cuộc nói chuyện điện thoại giữa Ben và Kim Kardashian. Cô Kim thì si mê, chết mệt chú chó Ben và tìm mọi cách để hẹn hò với Ben, nhưng chú chó liên tục từ chối cô. Cơ mà nếu anh em có tìm hiểu xem Kim Kardashian là ai, thì việc một tựa game trẻ em như Talking Tom lại nhắc tới cô ta thì nó hơi kỳ lạ thật. Cảnh báo không phù hợp với trẻ em nhé anh em. Đồ họa của loạt phim hoạt hình Talking Tom từng rất khác so với những gì mà anh em thấy ở thời điểm hiện tại. Tom và những người bạn thì sống cùng nhau trong một ngôi nhà trơ trọi nằm giữa sa mạc. Cử chỉ và hành động của cả nhóm cũng khác, có phần hơi điên, mất kiểm soát, muốn nói gì là phải nói ngay, chứ không phải là một chú mèo thông minh như chúng ta quen thuộc. CEO từng có ý định tạo ra một con robot mang hình dáng của Tom. Dù vậy, kế hoạch này chỉ dừng lại ở giai đoạn bản vẽ thiết kế, chứ không có con robot nào được tạo ra cả. Cơ mà có khi nào con mèo mà chúng ta chăm sóc trong game, con mèo mà ta nói gì nó nhại lại giọng y hệt là một con robot do CEO tạo ra không? Nói về phút của loạt game Talking Tom này thì không chỉ ở nước ngoài mà ngay tại Việt Nam cũng có. Đài VTV từng đưa tin là trước sự yêu thích của các em nhỏ dành cho con mèo My Talking Tom, cả sản xuất đồ chơi đã đưa mèo Tom ra ngoài đời thực với các chức năng nhại lại tiếng và phát âm thanh, hát, đọc truyện. Tuy nhiên, trên mạng xã hội thời gian qua xuất hiện một bài viết của một vị phụ huynh tại Hà Nội khuyên mọi người nên cảnh giác khi mua món đồ chơi này vì có chứa những nội dung không phù hợp. Tuy nhiên khi mua về dùng thì rất bất ngờ là sản phẩm này lại phát ra những lời rất tục tĩu, đưa vào tai tôi và con gái những mẩu chuyện rất không phù hợp với người lớn chứ đừng nói là lứa tuổi của các bé, vị phụ huynh cho hay.
Chị cho biết, điển hình nhất là chuyện chú thỏ gặp chú cọp đang hút thuốc kích thích ở trong rừng. Và sau khi thỏ khuyên chú cọp bỏ thuốc lắc thì cọp đã chửi chú thỏ, cút xéo. Ngay lập tức, tôi đã viết đánh giá về món đồ chơi này rồi gửi lại cho shop nhưng tôi không thấy shop phản hồi lại. Tôi cũng chả hiểu là cái người làm ra món đồ chơi này bị đầu óc bị cái gì mà lại nghĩ rằng một câu chuyện như thế phù hợp với con nít cơ chứ. Trong một video hậu trường ghi lại cảnh những nhà biên kịch đang thảo luận về nội dung cho những tập phim của Talking Tom and Friends, thì trên tấm bảng chúng ta có thể thấy tên những nhân vật chính quen thuộc Angela, Ben, Hank, Ginger và một cái tên khác là Roberta đã bị gạch bỏ. Có vẻ như họ đã quyết định giới thiệu thêm một nhân vật nữa, một người bạn thân nữa của Tom. Nhưng mà cuối cùng, kế hoạch này đã bị hủy bỏ và chúng ta tới nay vẫn chưa biết mặt mũi Roberta ra làm sao cả. Có một phiên bản Talking Tom rất là kỳ lạ tên là Talking Tom Schoolhouse với đồ họa và gameplay cực kỳ quái dị, trong đó chúng ta sẽ bị thầy Tom truy đuổi trong một ngôi trường. Trên đường đi chúng ta sẽ phải né tránh những nhân vật khác như là Angela hay Ben. Nếu anh em thấy sao cái game này nó giống Baldi's Basics quá thì nó đúng rồi đấy, nên thực chất là một bản mod của Baldi's Basics. Mi Game Tô tìm được một kênh YouTube có nội dung khá là quái dị liên quan tới Talking Tom, tên là Đàm Vĩnh Hưng and Angela. Kênh này đăng toàn những video karaoke với âm thanh biến dị và sử dụng hình ảnh của một loạt phim hoạt hình Talking Tom and Friends. Nhạc thì là bài hát Việt Nam, nhưng lời thì là tiếng Hàn Quốc, dù giọng người hát lại bị bóp méo lại để giống với bé Xuân Mai. Đã thế lại còn có mèo Tom trong Tom và Jerry nữa. What the hell is this? Nói chung là không rõ chủ kênh có chơi đồ khi làm video không, nhưng có một điều chắc chắn là một người bình thường sẽ không thể nào làm ra một cái video nó kỳ dị như thế này được. Mấy như kênh này chỉ đăng lại video thôi, chứ kênh chính chủ tên là Angela đã bị bay màu rồi. Samo và Isa Login là những người mê công nghệ, với 250.000 đô la Mỹ tiết kiệm được, họ thành lập Outfit 7 cùng với 6 người bạn. Đến năm 2009, công ty non trẻ này cho ra mắt một ứng dụng cho thiếu nhi mang tên Talking Tom. Câu chuyện sau đó đã trở thành lịch sử. Talking Tom mang về 350 triệu người sử dụng mỗi tháng và kênh trực tuyến về trò chơi trên YouTube thu hơn 2 tỷ lượt xem với doanh thu hơn 100 triệu đô mỗi năm. Thế nhưng đến năm 2016, một công ty hóa chất Trung Quốc tên là Zhejiang Jingke đã chào giá 1 tỷ đô la cho toàn bộ công ty Outfit 7. Với mức giá quá hời này, Samo và Isa đã quyết định bán mình cho Trung Quốc. Chúng ta đến với tầng sâu nhất của tảng băng trôi My Talking Tom. Đây là nơi cất giấu những bí ẩn sâu thẳm nhất của tựa game này. Anh em xem cho vui thôi, đừng suy nghĩ nhiều nhé, bởi nó có thể khiến anh em thay đổi hoàn toàn cái nhìn của mình về con game này. Tom từng có ý định tự sát. Ngay trong tập đầu tiên của mùa 3, Tom đã đối mặt với một cú sốc lớn khi bị ngôi sao ca nhạc Ricky de Luna cướp mất cô người yêu Angela. Quá đau buồn nên Tom đã quyết định dùng cỗ máy của Ben để tự cướp đi mạng sống của bản thân. À, thật ra thì Mi Game tôi nói hơi quá. Phải là Tom quyết định từ bỏ toàn bộ cảm xúc của bản thân, trở thành một người vô cảm để quên đi Angela. May mà Angela đã nhìn ra tình cảm thực sự của Tom và quay về bên cậu. Tại sao Tom và những người bạn là động vật lại sống giữa con người? Rồi tại sao chỉ có nhóm bạn của Tom là động vật trong thế giới này? Để giải thích cho điều này, một giả thuyết khá là thú vị đã được đưa ra. Rằng ngày xưa, nhân loại ngày xưa đã có một cuộc chiến tranh nảy lửa với những loài động vật hình người. Ở đây, ý chỉ những động vật đứng bằng hai chân sau và dùng tay để cầm nắm. Con người đã tiến hành một cuộc diệt chủng loài thú hình người, khiến chúng gần như tuyệt chủng và nhóm bạn của Tom là số ít còn sót lại. Những con thú còn sống đã ký hiệp ước hòa bình với nhân loại. Những ai còn sống sẽ được phép sống chung với con người. Tom và nhóm bạn của mình sinh sống dưới danh nghĩa là một công ty chuyên làm ứng dụng di động. Nói chung là giả thuyết này hơi xàm xí, nhưng mà nếu anh em đọc kỹ thì nó cũng đưa ra một số vấn đề khá là đáng để suy ngẫm đấy chứ. Cách đây tầm 7-8 năm, có một email bắt đầu lưu hành và cảnh báo mọi người rằng không nên cho trẻ em chơi Talking Angela nữa, đặc biệt là với những nhà có trẻ em. Trong email còn nói rõ rằng ứng dụng đã bị chiếm đoạt, xâm nhập bởi một vài tên hacker đáng sợ nhằm mục đích theo dõi thông tin, do thám và có thể sẽ bắt cóc những nạn nhân trẻ em xấu số. Vì khi bắt đầu chơi, tên hacker đáng sợ kia sẽ tìm cách hack vào ứng dụng và sử dụng nó để truy cập thông tin cá nhân cũng như vị trí trên điện thoại. Những người chơi đã trải qua câu chuyện như thế này chia sẻ, khi bạn chỉnh độ tuổi trên 18 tuổi, sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu bạn chỉnh độ tuổi dưới 10, con mèo sẽ bắt đầu hỏi những câu hỏi kỳ lạ như là bạn sống ở đâu, tên của bố mẹ bạn là gì, số điện thoại bạn là số mấy. Chưa hết, họ còn bảo rằng tên hacker đáng sợ kia có thể chụp ảnh và quay video bạn qua camera của điện thoại. Nếu bạn phóng to và nhìn kỹ vào mắt con mèo, bạn có thể thấy được hắn ta. Đôi khi bạn chỉ thấy căn phòng trống, đôi khi bạn có thể thấy được hắn ta đang theo dõi bạn. Và ngay cả khi bạn đóng ứng dụng thì nó vẫn chạy ở chế độ nền. Tên hacker đáng sợ kia lúc nào cũng có thể theo dõi bạn và chụp ảnh. Chuyện kể lại rằng, một cô gái đang nói chuyện với Angela và bị đe dọa tính mạng. Angela hỏi tuổi của cô ấy và cô gái quyết định nói dối rằng cô ấy 30 tuổi. Cô kinh hoàng khi con mèo đáp lại, đó là một lời nói dối mà chỉ khoảng 11 hoặc 12 tuổi. Cô gái bị sốc và choáng váng, sau đó như thể nó có thể nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của cô gái, nó nói: "Ta biết là mày sắp xóa tao, bảo trọng nhé cục cưng." Trong một trường hợp khác, một đứa trẻ đang nói chuyện với Angela và tình cờ đặt ngón tay lên một bề mắt của Angela. Con mèo nói: "Bỏ tay ra khỏi mắt tao, tao không nhìn thấy gì." Cậu bé đóng ứng dụng lại, nhưng sau đó cậu nghe thấy tiếng lách cách phát ra từ điện thoại như thể nó đang chụp ảnh cậu.
Ok, và đó là hành trình khám phá tảng băng trôi My Talking Tom của Mi Game. Anh em thấy hay ho thì nhớ để lại comment cũng như like share video này và nút subscribe đăng ký cho Mi Game tôi nhé. Mi Game sẽ lên video mới vào 18 giờ thứ hai, thứ sáu mỗi tuần. Anh em nhớ đón xem và subscribe cho tôi nhé. Còn bây giờ trước khi hết video, tiết mục bình luận để được lên TV đã quay trở lại rồi đây. Bạn Bảo An Nguyễn Hồ hỏi tôi là Mi Game có tán gái được không mà nói chuyện về tình yêu ghê quá. Xin lỗi ông, chứ tôi tán trai cũng được, tán gái đã là gì? Bạn Trung 09 Gaming hỏi tôi rảnh không thì đọc comment của bạn ấy. Rảnh chứ, nhìn đéo đọc. Bạn thứ hai thì muốn tôi phân tích liêm sỉ của bạn. Giả thuyết chém gió của tôi cũng phải dựa trên cái gì chứ? Nó không hề tồn tại chút nào thì tôi lấy gì mà phân tích đây bạn ơi? Bạn ngọt ngọt muốn giới thiệu mấy em loli cho tôi. Thôi bạn ơi, tôi thích mấy em có tâm hồn to và tròn như trong Helltaker hơn. Anh em muốn bình luận hoặc là meme của mình được lên TV thì hãy bình luận hoặc là chế meme cho bạn vào để đăng vào group xạo linh của Mi Game. Hôm nay tới đây thôi, đừng quên khung giờ 18 giờ thứ hai, thứ sáu mỗi tuần để đón chờ video mới của tụi mình. Cái gì quan trọng phải nói hai lần. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp mấy anh em ở những video tiếp theo nhé.